xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, 19 tháng 4 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, cảnh báo mưa lớn cục bộ kèm theo mưa đá, tố lốc sét và gió giật mạnh mà chúng tôi liên tục cập nhật trong những ngày vừa qua, phần nào phản ánh được thời tiết khá xấu trong toàn tỉnh của chúng ta. Và theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, thì trong 24 giờ tới, thời tiết cũng chưa có dấu hiệu ngừng mưa rào và dông vào buổi chiều. Cụ thể là xuất hiện những vùng mây dông trên khu vực thành phố Bảo Lộc và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Oai, Đạ Tẻ. Sau đó có thể lan sang khu vực thành phố Đà Lạt và các huyện Đam Rông, Đức Trọng, Cát Tiên. Thời tiết tại các khu vực chi tiết như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông. Trời nhiều mây tại khu vực này, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, không có mưa đêm, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Tiếp theo là khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày mai thời tiết tại khu vực này có trời nắng gián đoạn, đêm không mưa, chiều tối có mưa kèm dông, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 18 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 75 đến 80%. Và tiếp theo là khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt ở khu vực này dao động từ 18 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Ban ngày trời nắng nhiều mây, những cơn mưa rào kèm dông có thể sẽ xuất hiện vào chiều và đêm nay, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Nhiệt độ khá cao tại khu vực này, dao động từ 23 đến 34 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thời tiết nắng gián đoạn vào ban ngày, ngày mai trời nhiều mây tại khu vực này, đêm có mưa rải rác, có khả năng cao sẽ xuất hiện mưa rào và dông vào chiều nay. Quý vị và các bạn thân mến, atiso là loại cây dược liệu được trồng phổ biến tại thành phố Đà Lạt và một số vùng phụ cận thuộc địa bàn các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng. Và để nâng cao thu nhập từ loại cây trồng đặc sản này, một nhà nông ở phường 7, thành phố Đà Lạt đã đưa vào sản xuất giống atiso siêu lá cho chất lượng đảm bảo. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Còn bây giờ, như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.